hai loại thảo dược bị lẫn với nhau rồi, không thấy à? Ta còn chưa làm xong mà. Lúc nào rồi mà còn chưa làm xong? Lát khách đến phải làm sao? Vậy sao Quynh không giúp ta? Đây vốn là việc của cô mà, sao ta phải giúp? Giúp cô là tình nghĩa thôi. Cái gì mà việc của ta? Mặt cô sưng dù kìa, tối qua không ngủ đủ hả? Ai ngủ không đủ? Cô đó. Cô không ngủ đủ thì sao làm việc được? Ta nói này nghe Thường, ta nghe Nguyên Hương nói con và Lạc Viên Điện Hạ cãi nhau. Ai dám cãi nhau với ngài chứ? Lạc Viên Điện Hạ, hai người nói chuyện đi. Nguyên Hương, Thừa Thiên, Viên gia đến đấy à? Mau đi thôi, đi thôi, đi thôi. Khách đến mà không đón tiếp, đây là phép tiếp khách của Hương Thảo Đường sao? Vậy xin hỏi khách quan, ngài muốn mua gì? Ta muốn mua son thơm bốn màu, son bốn màu và cả sáp môi bốn màu. Cô nương có thể giới thiệu cho tại hạ không? Son và phấn của tiệm ta không chỉ có bốn màu, son thơm thì có ba loại. Không biết khách quan muốn loại nào? Ai cũng nói người kinh doanh giỏi quan sát sắc mặt người khác. Vậy cô nương đoán xem tại hạ thích kiểu thế nào? Mời khách quan ngồi. Bốn màu son này lần lượt là đào mật, nhụy lê, thu quế và dạ lan. Còn bốn màu sáp môi này lần lượt là đào hoa thủy tạ, lũng ngạn trầm hương, hương chi tân liễu và lạc nhạn hàng băng. Tên đẹp quá, nhưng lạc đề rồi. Chỉ là lấy bừa một cái tên mà thôi. Vậy khách quan có muốn nghe tên của ba loại son thơm này không? Đương nhiên là muốn. Đây gọi là lời nói du dơ. Còn cái này gọi là cãi chày cãi cối. Còn loại này gọi là du quan giá quạ, thiếu gì bằng cớ. Thôi đi, ta không đến để cãi nhau với nàng. Ta đến để làm lành. Bổn cô nương không đồng ý làm lành. Vậy ta xin lỗi. Xin lỗi. Chàng đã làm sai gì nào? Nghe Thường, phẩm vị của vị công tử này đúng là đặc biệt đấy. Công tử, Quynh muốn mua gì thì cứ nói với ta, ta có thể giới thiệu cho Quynh. Ta hiểu rõ mấy sản phẩm của Hương Thảo Đường lắm, đúng không? Các hạ là ai? Sao lại động tay động chân với nữ tử? Đúng vậy, vị Quynh đài này sao lại bất bình vậy? Cái tên lưu manh háo sắc này, mau bỏ tay của ngươi ra. Còn không bỏ ra, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa đâu. Buông cô ấy ra. Quynh tưởng quan hệ giữa Quynh và Nghe Thường là gì? Đương nhiên là bằng hữu tốt, liên quan gì đến ngươi? Tiểu hầu gia, đây là Lạc Dương Điện Hạ. Ngài hiểu nhầm rồi. Lạc Dương? Quá ra ngài chính là Lạc Dương. Nghe Thường, nói với hắn, nàng bằng lòng đi cùng ta. Tiểu hầu gia, ta và Lạc Dương Điện Hạ quả thực có chuyện cần thương lượng. Ngài về trước đi. Ta... Hai người đừng đi. Tiểu hầu gia, ngài đừng xen vào chuyện này, càng xen càng loạn. Đúng vậy, hai người họ đã phiền lắm rồi, ngài đừng gây thêm rắc rối nữa. Hắn thì có gì ghê gớm? Cái đội nho sinh văn vẻ, mắt mọc trên đỉnh đầu, sao Nghe Thường có thể là bằng hữu với người như hắn? Bọn họ là bằng hữu thế nào vậy? Hai người họ là kiểu quan hệ đó đó, cực kỳ tốt, cực kỳ thân thiết. Thân lắm, thân lắm, thân lắm đấy. Chàng muốn đưa ta đi đâu vậy?
trong lòng không thoải mái thì nên ra ngoài đi dạo nhiều vào. Vậy chàng tiếp tục không thoải mái đi, ta không đi cùng nữa. Ta vốn có chút không thoải mái, nhưng ta thấy là ta nghĩ nhiều rồi. Vì ta có thể nhìn ra hắn chưa xứng tầm là đối thủ của ta. Giờ Dương gia thấy thoải mái rồi, còn ta thì sao? Vô duyên vô cớ chịu oan ức suốt bao ngày qua. Uổng công ta có lòng tốt đi thăm cái người vô lương tâm đó, đúng là nhàm chán. Nghe Thường, ta đương nhiên tin nàng. Thật đấy. Vậy tại sao hôm đó là ta cố ý chọc giận nàng? Nghe Thường, sao nàng không thể thẳng thắn nói với mọi người về quan hệ của chúng ta? Lẽ nào nàng thấy ta không đáng tin? Hay là nàng thấy tình cảm của hai chúng ta còn chưa đủ vững chắc? Ta giấu nàng vì ta thực sự bị bệnh. Nàng không thể dịu dàng với ta một chút sao? Là một mình ta âm thầm đau khổ. Vậy giờ chàng khỏi bệnh rồi sao? Nàng còn chạy đúng không? Ta sai rồi, nàng biết sai chưa? Ta sai rồi, nàng sai rồi. Nhận sai thì có tác dụng gì sao? Đừng đùa nữa. Chàng đó, đừng hiểu lầm ta nữa. Ta và chàng sẽ không chia xa đâu. Thật sao? Nhưng chàng phải hứa với ta, sau này cho dù là chuyện gì cũng không được giấu giếm ta. Được, ta hứa với nàng. Diên gia, chuyện của Nghe Thường cô nương đã giải quyết rồi sao? Chỉ có ngươi lắm lời thôi. Phải rồi, có manh mối gì về sổ sách của cung thị cục chưa? Diên gia, chuyện đó thật sự rất khó điều tra. Họ canh phòng rất nghiêm, ngoài Diên Đạo Thành và Cao Tuyền thì người dưới đều không được quản chuyện ngân lượng. Chúng ta không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Vậy bắt đầu ra tay từ Cao Tuyền đi. Không phải tên đó đang trong phủ hắn sao? Chỉ cần bắt được tên đó là có thể cậy miệng hắn ra. Diên gia, chuyện này ngài yên tâm, ta đã cho người giám sát chặt chẽ bên ngoài Cao phủ. Sớm muộn cũng có ngày bắt được chúng. Còn nữa Diên gia, chỉ cần thực sự là do chúng làm thì chúng ta không lo không tìm được chứng cứ, cũng không khó lôi ra những chuyện khác. Cần phải nhanh chóng, sắp đến đại hội đấu thầu rồi. Diên Đạo Thành rất đề phòng, không thể để người khác nhúng tay vào đâu. Tuy ta đã được bệ hạ cho phép giúp đỡ, nhưng dù sao quyền lực cũng có hạn. Loại sâu mọt này tham nhũng không phải là một hai ngày, nếu không bắt ra được thì đúng là không ổn. Về phủ, dân. Nghe Thường, cô làm lúc nào vậy? Đẹp thật đấy. Nguyên Hương, cô giữ một chiếc trâm của ta đúng không? Ở đây này. Cô chuẩn bị đồ thế này để đi đâu vậy? Ngày mai là đại thọ 70 của Lâm Viên ngoại. Ta mặc vậy xin được tấm thiệp mời, đang chuẩn bị quà mừng thọ đó. Lâm Viên ngoại, nhà ông ấy có qua lại với Hương Thảo Đường à? Chính vì không thân quen nên mới cần đi chào hỏi đó. Lâm Viên ngoại đức cao vọng trọng, ở vùng đó tiếng thơm vang xa, đoán chừng mai người tài khắp nơi, khách khứa đầy nhà. Vừa hay ta đã làm rất nhiều son phấn sáp thơm, ngày mai sẽ chi tặng cho các nữ quyến, coi như là một cách quảng bá. Nghe Thường, cô giỏi thật đấy, ý này hay đó. Lần đến yến tiệc nhà Dương Viên ngoại, cô và Tô Văn Vũ đã dùng chiêu này nhỉ? Đúng vậy. Thời gian qua đi, đúng là chuyện gì cũng khó đoán. Thế sự vô thường. Nhớ năm đó Tô Văn Vũ một lòng si tình với cô, chỉ đáng tiếc sau đó lại lộ ra bản tính. Nếu cô thực sự ở bên hắn thì sẽ chẳng có Hương Thảo Đường hôm nay đâu. Nguyên Hương, cô dọn giúp ta số sáp thơm này nhé. Ngày mai chọn mấy món đồ tốt cầm qua đó. Được.
Nhà của nhà giàu có khác, đúng là khí thế. Lâm Viên ngoại tuy không phải quan chức gì, nhưng cũng là con nhà có học, có rất nhiều trọng thần trong triều, từng là đồ đệ của ông ấy. Về khí thế đương nhiên khác với những nhà khác. Đây chẳng phải là thiếu gia và thiếu phu nhân của Tô gia sao? Lý phu nhân, Dương bá mẫu. Ai cũng nói thiếu phu nhân Tô gia xinh đẹp hiền thục, hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Đúng vậy. Tô thiếu gia, giờ cậu có vợ hiền giúp đỡ, tương lai giúp cậu sinh con đẻ cái, con cháu đầy đàn, Tô gia nhà cậu lại có tương lai mở rộng đấy. Đúng không? Đúng đúng, Dương bá mẫu nói vậy. Lẽ nào Tô gia ta phải dựa vào một nữ nhân mới có thể trở mình hay sao? Không phải Trương phu nhân đang đợi chúng ta sao? Bọn ta đi trước đây. Đi thông thả. Đi thôi, đi thôi. Nếu người thấy không vui thì hôm nay có thể không đến. Đến rồi thì sao chứ? Người có ý gì đây? Ta có ý gì sao? Ta chỉ là không chịu nổi. Cô ở đây giả vờ giả dịch thôi. Ta làm vậy vì cái gì? Còn chẳng phải vì thể diện Tô gia. Vậy làm phiền nhan cô nương rồi. Tại hạ không dám nhận. Ngươi, ngươi nhìn xem, ai đến kìa. Chỗ ta vẫn còn này. Thơm quá. Người trong lòng của ngươi hôm nay ăn mặc xinh đẹp quá, chắc bám được vào Dương gia, thân phận trở nên tôn quý rồi. Cô ở lại đây đi, ta về trước đây. Đừng đi chứ. Lẽ nào ngươi muốn cô ta thấy vẻ thất hồn lạch phách của ngươi? Như vậy cô ta sẽ càng đắc ý hơn đấy. Ngươi nói xem có đúng không? Đến thì cũng đến rồi, chào hỏi thì có sao đâu. Đi thôi. Son thơm là thứ nổi nhất của tiệm ta đấy. Phu nhân có thể dùng thử. Nếu ta đoán không nhầm, cô lại đến đây bán đồ đúng không? Chiêu này quả không tồi. Nhưng yến tiệc của người ta đang yên ổn, bị cô đến làm loạn thế này, khó tránh sẽ làm người khác mất hứng đấy. Đi thôi, đi thôi. Đồ của ta là để tặng cho các phu nhân này. Hôm nay là ngày vui, ta chẳng qua đến để góp vui thôi. Sao lại nói là làm mất hứng? Tuy nói đạo kinh doanh phải biết nắm bắt thời cơ, nhưng thủ đoạn không thể công khai này tôi thì chưa bao giờ dùng đâu. Chỉ là ta bắt gặp nên nói mấy câu phải trái thôi. Nhưng nghe thường này, ta rất tò mò một chuyện. Chẳng phải cô bám được vào Lạc Dương đó sao? Sao vậy? Lạc Dương không cho cô ngân lượng để tiêu sao? Sao lại để cô vì mấy đồng tiền mà phải mặt dày mày dạn ra mặt thế này? Lạc Dương đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Chàng nói đúng không, phu quân? Phu quân, theo ta thấy, Nghe Thường đâu cần phải vất vả như vậy. Có tâm tư rảnh rỗi, dốc hết sức kiếm chút tiền này, chi bằng nghĩ cách lấy lòng Dương gia thì hơn. Để Dương gia nạp cô ta làm thiếp, vậy chẳng phải cả đời này không cần lo chuyện cơm áo nữa hay sao? Ta còn có việc, hai vị cứ tự nhiên. Đợi chút đã. Nhan Văn Tú, cô còn ăn nói lung tung thì có tin ta sẽ nát miệng cô ra không? Thừa Thiên, ta suýt thì quên mất huynh đấy. Chẳng phải huynh cũng là một trong số những nam nhân đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc hay sao? Vì muốn lấy lòng nữ nhân này, huynh còn không tính toán cả việc mẹ ruột mình bị cô ta hại chết. Huynh đúng là kẻ ngốc nhất trong số kẻ ngốc trong thiên hạ. Cô thôi đi. Nhan Văn Tú, ta muốn nghiêm túc hỏi cô một câu. Cô bây giờ có thực sự hạnh phúc không? Cô ấy có hạnh phúc hay không, không đến lượt cô đánh giá. Nếu cô muốn mọi người được yên ổn thì các người mau đi đi. Tô Văn Vũ, tên hèn nhát này, tại sao lại thả cô ta đi? Chàng quên nỗi nhục cô ta ban cho chàng trước đây rồi sao? Chàng còn muốn bảo vệ cô ta? Ta không quên. Nỗi nhục đó đã khắc sâu
vào trong xương cốt ta, cả đời này cũng không thể xóa nhòa. Chỉ có điều nữ nhân này ta đã quên từ lâu rồi. Giờ đây nàng mới là thê tử của ta, tại sao phải tức giận vì một nữ nhân không liên quan? Nàng nói xem có đúng không? Họ dựa vào đâu mà nói cô như vậy? Tại sao lại nói cô không liên quan? Để ta ra nói với họ. Lời họ nói không khiến ta bị tổn thương chút nào hết. Được rồi, cứ mặc kệ họ, chúng ta đi thôi. Quỳnh sắp hết rồi đúng không? Ta đưa Quỳnh thêm 2 chiếc. Tiểu hầu gia, sao ngài lại ở đây? Ta đến chúc thọ Lâm lão tiên sinh. Ông ấy là thầy cũ của phụ thân ta. Hai người định đi đâu vậy? Bọn ta còn có việc, ngài đừng gây rắc rối nữa. Ta biết hai người có việc, chỉ là phát đồ thôi mà. Ta cũng biết làm. Đồ đâu? Nào nào, là cái này à? Nào, xem đi nào. Cái đó để phát cho nữ nhân mà. Quỳnh xem đi. Nam nhân không dùng được à? Không được. Vậy cô ấy dùng. Cô ấy dùng. Vì tiểu thư này cũng hợp lắm. Nào nào, tiểu thư, cô mau xem đi. Phấn này cũng ổn lắm. Vừa rồi đa tạ nhé. Cô đa tạ chuyện gì? Ta biết ngươi làm vậy vì tự tôn của mình, nhưng như vậy cũng giữ được thể diện cho ta. Cho dù thế nào ta cũng nên cảm ơn ngươi. Sau này cô sẽ không có cơ hội cảm ơn ta nữa đâu. Phu thê chúng ta đồng lòng, vốn nên giúp đỡ, ủng hộ nhau. Lẽ nào không phải sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Ta và cô sẽ không bao giờ trở thành phu thê. Ngươi cũng nghĩ nhiều rồi. So với việc làm phu thê thật sự với ngươi, thứ ta càng muốn là không màng tất cả giẫm chết nữ nhân đó. Nào, nghe thường. Đa tạ tiểu hầu gia đã đưa bọn ta về. Tiện đường thôi, không cần khách sáo với ta. Cô sao vậy? Không sao, cô bị sao vậy? Cô xem có đi được nữa không? Chết rồi, nhất định là bị trẹo chân rồi. Tiểu hầu gia không sao đâu, nhà ta có rượu thuốc, ta về xoa bóp là được rồi. Cô không được đi nữa, cô mà đi thì càng nghiêm trọng. Nào, ta cõng cô. Chuyện này không... Ai vậy hả? Đừng cử động. Ta Tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia, ngài cũng hiểu mà. Nghĩ xem. Nghĩ xem. Rất thân. Là bằng hữu rất thân thiết. Rất thân. Thân lắm, thân lắm. Ta bị trẹo chân. Vậy ta đưa nàng ấy về phòng trước. Hay là ta cũng bế cô như vậy? Được chứ, bế không nổi. Thuốc ở đâu?
Để ta tự làm, đừng cử động lung tung. Nhìn chút nhé. Không ngờ chàng vẫn nhớ kỹ thuật chàng học ở Tây Châu đấy. Đương nhiên rồi, học nghề cùng nghe thường cô nương chăm chỉ, sao ta dám lười biếng. Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Nàng còn dám có lần sau à? Sau này buổi tối ra ngoài phải cẩn thận, đặc biệt là lúc xuống xe ngựa. Còn nữa, sau này nàng không được ngồi xe ngựa của người khác, nàng nghe chưa? Nếu không, không ai xử lý vết thương cho nàng đâu. Ta biết rồi, đúng là lắm lời. Nàng nói ai lắm lời? Ai hả? Ta sai rồi, đã biết sai chứ? Ta sai rồi. Nàng còn đau không? Lần này vì công chúa Lan Chiêu đến thăm nên tổ chức đại hội đấu thầu, cung thị cục rất coi trọng chuyện này. Nhà ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Dù sao mấy năm nay con cháu tôi gia ít ỏi, khí thế cũng bị mấy hộ lớn trong thành dược lên. Nếu không cố gắng, e là sẽ không theo kịp. Nhị thúc yên tâm, việc kinh doanh giải dệt và son phấn của tôi gia cũng có địa vị hết sức quan trọng trong thành. Chỉ cần để tâm hơn thì nhất định có thể phát triển tốt. Đại hội lần này chia thành dệt vải, hương liệu, đồ gốm, trà, bốn loại sản phẩm chính này. Đây là hàng hóa giao thương chính giữa Đại Ninh và Lan Chiêu. Đại hội đấu thầu tổ chức ở quảng trường ngoài chợ Trung Cung. Mỗi hộ trong chợ Trung Cung đều được chia một vị trí dùng để trưng bày vật phẩm quý giá của nhà mình. Người được công chúa Lan Chiêu xem trọng mới có thể vào được vòng đầu. Còn những hộ sau đó, mỗi một hộ buôn cử ra một người vào Thụy Viên tiếp tục thi đấu. Công chúa Lan Chiêu sẽ tự mình chọn người được vào vòng trong. Nếu tôi gia có thể giành được cơ hội này thì địa vị trăm năm của tôi gia không lo không vững nữa rồi. Giang Tú to gan hỏi một câu: nếu tôi gia giành được cơ hội này thì nhị thúc sẽ thưởng cho con như thế nào? Con muốn gì? Chi bằng nhị thúc tặng 10 tiệm xung quanh Ngọc Chi Trai ở thành Đông cho con được không? Lòng tham không nhỏ đâu. Văn Tú, giờ con đã là con dâu của tôi gia, đừng nói là 10 tiệm đó, cho dù là sản nghiệp của cả tôi gia, chẳng phải cũng là của con và Văn Vũ sao? Nhị thúc, chuyện của con và Văn Vũ thế nào? Người ngoài có thể không biết, nhưng người có thể không biết sao? Con và huynh ấy không đồng lòng, cũng không thể ở cùng nhau. Thân là nữ nhi, con không thể không tính toán cho tương lai của mình. Nếu nhị thúc tặng 10 tiệm đó cho con để con tự mình kinh doanh, doanh thu cũng thuộc về con, vậy thì Văn Tú sẽ có chỗ dựa, tương lai cũng có thể dốc sức vì tôi gia tốt hơn. Cũng được, nhị thúc biết nỗi bất đắc dĩ của con,
Nếu lần này con thắng đại hội đấu thầu, nhị thúc nhất định sẽ cho con toại nguyện. Con cũng học nghề nhiều năm, lần này hãy lấy danh nghĩa dệt vải để tham gia. Còn về phấn son, con để đệ nhi đại diện quản lý. Dù sao nó đã theo con nhiều ngày, được không? Văn Tú đa tạ nhị thúc đã hiểu. Mọi chuyện xin nghe theo sự sắp xếp của nhị thúc. Tương lai con nhất định sẽ hiếu kính người, chăm sóc cung phụng người, giúp người tuổi thọ dài lâu. Nghe Thường, nghỉ ngơi chút đi. Đừng làm nữa, mau ăn thôi. Cô đừng làm phiền cô ấy nữa. Để cô ấy làm đi. Không được, người là sắt cơm là thép, không ăn cơm sao được chứ. Ta để đây nhé, qua ăn đi. Nhanh lên. Ngày kia là đại hội đấu thầu rồi. Chúng ta đã đăng ký hạng mục dịch giải và hương liệu. Còn nhiều chuyện phải làm lắm. Ta sốt ruột chết đi được. Nguyên Hương muốn tốt cho cô thôi. Cô ấy lo cô khiến bản thân mệt đến ngã bệnh đó. Ta có thể bị bệnh gì được? Nếu không được chọn, ta mới bệnh đấy. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu không thắng được, ta thấy chúng ta đóng cửa đi, theo cậu mời về quê luôn. Nghe Thường, y phục dùng để tham gia thi, ta là ủi xong cho con rồi đi. Con xem được không? Cảm ơn cậu. Lúc đó mỗi tiệm chỉ có một trưởng quầy thôi. Lúc đó phải đặt chung y phục và cao thơm với nhau, cho công chúa Lan Chiêu xem. Mọi người nói xem bày thế nào mới vừa đẹp vừa hợp lý đây. Còn bày thế nào được chứ? Một bên đặt cao thơm, một bên đặt y phục thôi. Không được, bình thường quá, không hút mắt. Vậy chúng ta mời mấy người mặc y phục của mình, thoa thêm kem nữa. Còn mời ai nữa chứ? Ở đây có cả rồi còn gì. Vui quá, ta thích nơi này. Công chúa từ từ thôi. Đây là gì vậy? Cô nương, đây là chuông gió. Chuông gió, cô xem chiếc này nhé. Không cần đâu, cảm ơn. Cái này, cái này, cái này. Cái này cũng đẹp này. Cô nương, đẹp thì mua một chiếc đi. Để ta nghĩ đã, lát sẽ mua. Cô nương, xem cái trống này đi. Đẹp lắm đó. Nào, cảm ơn. Người để đội xe đi trước. Để đi chơi ở chợ ngoài thành sao? Đương nhiên rồi, em xem ngoài kinh thành này, phồn quá biết bao. Đẹp quá. Nào cô nương, cứ xem tự nhiên nhé. Cứ chọn đi. Cô nương, mua giải không? Toàn là hàng tối qua mới về đấy. Ông chủ, đây là giải gì vậy? Cô nương có mắt nhìn đấy. Đây là gấm nguyệt hoa, đặt từ Hoài Châu đấy. Vô cùng hiếm có. Cả kinh thành chưa có đến 10 cuộn. Nếu cô nương thích thì 10 trượng này hết 100 lượng bạc. Vậy là cô nương cầm đi được rồi. 10 trượng mà 100 lượng, thứ gì mà đắt vậy? Tiểu cô nương, đây là gấm nguyệt hoa đấy. Tơ tầm thượng hạng dùng để dệt vải đã có giá trên trời rồi. Ta không dám lừa hai vị cô nương đâu. Cô mà không mua, mai không mua được nữa đâu. 100 lượng thì 100 lượng, gói lại đi. Được, cô nương dứt khoát thật đấy. Khoan đã. Đây là gấm nguyệt hoa thật sao? Tô thị Thành Đông đã đặt 10 cuộn từ Hoài Châu về. Cuộn này là ta xếp hàng cả đêm mới mua được đấy. Còn giả được chắc. Tuy cách dệt vải này cao siêu, nhưng cũng không phải gấm nguyệt hoa thật. Gấm nguyệt hoa thật được dệt từ tơ thầm thượng hạng. Còn cuộn này, bên trong đã cho thêm một ít bông sợi. Bớt ở đây ăn nói lung tung đi. Ta thấy cậu không giống người có thể mua được gấm nguyệt hoa. Còn ăn nói ngông cuồng như vậy, đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta. Nên làm gì thì làm đó đi. Đi đi, đi đi. Này ông chủ, nếu vị công tử này đã nói vậy, chi bằng nghe lý do của huynh ấy là gì đi. Vàng thật không sợ lửa. Nếu là gấm nguyệt hoa thật thì đâu sợ bị chất vấn, phải không? Công tử, xin hỏi làm sao để phân biệt đây có phải gấm nguyệt hoa thật hay không? Đơn giản thôi. Chưởng quầy, có thể cho ta mượn mồi lửa không? Lấy lửa ra đây. Có lửa đây rồi.
nếu là gấm nguyệt hoa thật, khi đốt xong sẽ thành viên hình tròn màu đen. Chắc chắn không phải kiểu bột đen xám này. Nguyên nhân là do trong đó đã trộn lẫn bông sợi. Chuyện này không thể nào. Tô thị là tiệm lớn trăm năm, không thể lừa người cùng ngành được. Lão Dư, mau qua đây xem. Nhanh lên, nhanh lên. Ông mau xem đi, xem kỹ vào. Đây có phải gấm nguyệt hoa thật không? Nhìn thật kỹ vào. Trưởng quầy, cuộn này thật sự không phải gấm nguyệt hoa chính thống. Chuyện này không phải chứ? Chúng ta bị Tô thị lừa rồi. Chuyện này, công tử, đa tạ cậu đã nhắc nhở. Nếu không bọn ta đã lỗ to rồi. Cô nương, cuộn giấy này bọn ta không bán nữa. Bọn ta phải trả hàng cho Tô thị, còn phải yêu cầu họ giải thích. Xin cô thông cảm. Không biết không có tội, ông cứ làm đi. Được, dọn vào đi. Công tử, xin dừng bước. Xuân Nhi, sao cô nương lại đưa ngân lượng cho tại hạ? Vừa rồi nếu không nhờ công tử nhắc nhở kịp thời, chắc bọn ta đã mua phải gấm nguyệt hoa giả rồi. Truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười mất. Lấy chút ngân lượng để cảm ơn cũng là điều nên làm. Cô nương không cần khách sáo, tại hạ chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Nhưng cô nương đúng là nên cẩn thận. Khi mua đồ quý giá vẫn nên nhờ người trong ngành đi cùng thì hơn. Thật sự không dám giấu, ta không phải người Trung Nguyên, mà là công chúa Lan Chiêu. Lần này ta dẫn đoàn đến Đại Ninh trao đổi hàng hóa, vừa hay thiếu một người trong ngành dệt. Nếu công tử không chê, có thể làm quan giám định cho ta không? Cùng đến kinh thành với ta một chuyến. Quá ra là công chúa điện hạ của Lan Chiêu, bèo nước gặp nhau. Công chúa lại coi trọng tại hạ như vậy, tại hạ được sủng ái mà sợ, chỉ sợ không gánh vác được nhiệm vụ này. Công tử không cần khiêm tốn, kiến thức về dịch giải của huynh ta đã thấy rồi, cũng rất khâm phục. Chỉ cần công tử chịu giúp đỡ, chuyện thù lao cũng dễ bàn thôi. Không giấu công chúa, tại hạ nửa đời phiêu bạc, coi bốn biển là nhà. Nếu có thể làm việc cho công chúa, cũng coi là có tiền đồ tốt đẹp. Được công chúa tin tưởng, tại hạ cung kính công bằng tuân lệnh. Tốt quá rồi. Xin hỏi công tử tên gì? Tại hạ, là Du Y. Du Y. Được, từ giờ huynh là người của sứ đoàn Lan Chiêu ta rồi. Đoàn xe của ta ở phía trước, chúng ta khởi hành thôi. Vào đi. Thiếu gia, ngài tìm ta sao? Nghe nói nhị thúc để cô quản lý Ngọc Chi Trai. Nhị lão gia chỉ quan tâm đến nô tỳ trong nhà thôi. Cô còn biết cô là người Tô gia sao? Ta còn tưởng cô mang hồi nhan từ lâu rồi đấy. Nô tỳ không dám. Tính mạng cả nhà đệ nhi đều nằm trong tay Tô gia, đệ nhi nào dám làm phản? Cô biết là tốt. Thiếu gia, đệ nhi có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Chuyện này liên quan đến việc biểu tiểu thư gặp ác mộng. Nói ta nghe xem. Tối hôm đó ta đến phòng của biểu tiểu thư. Khi ta đến trước cửa, chuẩn bị gõ cửa, sư phụ, thì nô tỳ nghe thấy. Vốn dĩ con chỉ muốn nhốt Nghe Thường vào kho để dạy dỗ cô ta, là con không cẩn thận làm rớt cây nến. Con không ngờ lửa sẽ cháy lớn như vậy, con càng không ngờ sẽ thiêu chết người. Sư phụ, là con hại chết người. Sư phụ, sư phụ, con xin lỗi. Sư phụ, con xin lỗi. Con xin lỗi.
là con hại chết người. Con có lỗi với người. Con xin người đừng đến tìm con nữa. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Biểu tiểu thư. Con xin lỗi. Biểu tiểu thư, người sao vậy? Có chuyện này sao? Lùi xuống đi. Dân. Nhan Văn Tú, cuối cùng ta cũng nắm được điểm yếu của cô rồi. Ta muốn xem cô còn danh dáng thế nào được. Tham kiến Lạc Dương Điện Hạ. Nghe nói công chúa Lan Chiêu hôm qua đã vào cung gặp bệ hạ, giờ đang ở Thanh Liễu Các. Chỉ là hôm nay đã đến giờ này rồi, sao còn chưa thấy bóng dáng cô ta đâu? Không biết Lạc Dương Điện Hạ đã từng gặp vị công chúa Lan Chiêu này chưa? Hôm qua khi công chúa diện kiến bệ hạ, đúng lúc bổn vương không ở trong cung. Nghe nói công chúa Lan Chiêu là một tuyệt thế mỹ nhân đấy. Còn ra thể thống gì nữa? Cao đại nhân, đừng tùy ý bàn luận thì hơn. Công chúa Lan Chiêu đến. Hạ Kiệu. Thống lĩnh cung thị cục, Viên Đạo Thành và các đồng liêu, cung nghênh công chúa giá đáng. Cung nghênh công chúa Điện Hạ. Huynh là Lạc Dương Điện Hạ. Âu Dương Tử Ngu, cung nghênh công chúa. Nghe nói đại hội đấu thầu lần này là do Lạc Dương tổ chức, ta vô cùng vui mừng. Giờ gặp được người thật lại càng mừng hơn. Tại hạ chỉ hỗ trợ thôi. Công chúa nhận ra tại hạ. 5 năm trước Lạc Dương từng đến Lan Chiêu, từng nói chuyện một lần với gia huynh. Huynh có nhớ không? Tại hạ đúng là từng đến Lan Chiêu một lần, là chuyến đi cá nhân. Đúng là có duyên gặp mặt một lần với hoàng tử Lan Chiêu. Vậy thì đúng rồi. Khi đó ta vẫn còn nhỏ, đã gặp Lạc Dương ở phủ của huynh trưởng. Lạc Dương không nhớ cũng không sao. Nếu vậy thì là tiểu dương đường đột rồi. Không biết không trách, mấy năm không gặp, Lạc Dương lại càng anh tuấn hiên ngang hơn. Công chúa Điện Hạ, bệ hạ ra lệnh cho hạ quan đôn đốc. Hạ quan thực sự lo lắng, mong công chúa Điện Hạ chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo thì thôi khỏi, có Lạc Dương Điện Hạ ở đây, bổn công chúa yên tâm rồi. Ta cũng không phải người câu nệ. Thế này đi, để Lạc Dương Điện Hạ cùng bổn công chúa đi xung quanh xem sao. Lạc Dương Điện Hạ, huynh có đồng ý không? Tại hạ xem như là chủ nhà. Vậy mời công chúa đi bên này. Lần này công chúa đến Đại Ninh, ngoài hương liệu giải dệt, trà và cả đồ gớm, thì còn yêu cầu nào khác không? Nếu như có thì cứ nói với. Đại Ninh ta ngoài hương liệu và giải dệt cực phẩm ra, những thứ khác cũng vô cùng tốt. Tử Ngu, chúng ta không cần câu nệ, gọi trực tiếp tên được không? Gọi ta Hinh Duyệt là được rồi. Tại hạ không dám, tại hạ không dám đường đột. Mong công chúa, 5 năm trước khi huynh và huynh trưởng nâng tốc đàm đạo, thoải mái không câu nệ thế nào chứ? Giờ ta đến nhà huynh, huynh lại câu nệ như vậy, lẽ nào huynh ghét ta sao? Đâu có, sao vậy được chứ? Được rồi, ta còn mang quà cho huynh nữa, ta đưa huynh đi xem. Được,